Bắn chết Trayvon Martin, vụ án George Zimmerman và hệ lụy phân biệt chủng tộc. Vụ án George Zimmerman và cái chết của Trayvon Martin là một trong những vụ án hình sự gây chấn động nhất trong lịch sử nước Mỹ, không chỉ vì những yếu tố pháp lý mà còn vì tác động sâu sắc của nó đến các vấn đề xã hội như phân biệt chủng tộc, bạo lực và quyền tự vệ. Vào tháng 2 năm 2012, Trayvon Martin, một thanh niên da đen 17 tuổi, đã bị George Zimmerman, một tình nguyện viên bảo vệ khu phố, bắn chết tại Sanford, Florida. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả nước, dẫn đến các cuộc biểu tình và cuộc tranh luận rộng rãi về các vấn đề phân biệt chủng tộc và luật tự vệ ở Mỹ. Sanford là một thành phố nhỏ nằm trong quận Seminole, Florida, nơi có cộng đồng đa dạng nhưng cũng đầy rẫy các vấn đề xã hội. Nơi đây có một lịch sử lâu dài về sự phân biệt chủng tộc, với nhiều sự kiện đáng chú ý trong quá khứ liên quan đến bạo lực và bất công xã hội. Sanford, vào thời điểm vụ án xảy ra, là một nơi mà các mâu thuẫn chủng tộc vẫn còn âm ỉ, và Trayvon Martin là một nạn nhân trong cuộc chiến tranh chủng tộc này. George Zimmerman là một người Mỹ gốc Latino sống ở Sanford. Ông là một tình nguyện viên trong chương trình bảo vệ khu phố, người đã nhiều lần gọi điện cho cảnh sát báo cáo các hoạt động khả nghi trong khu vực mình sống. Trước vụ bắn Trayvon Martin, Zimmerman đã có những vấn đề về tâm lý và hành vi được cho là đã góp phần vào sự việc mà ông gọi là tự vệ. Trayvon Martin là một học sinh trung học đang trên đường trở về nhà sau khi mua đồ ăn nhẹ tại một cửa hàng tiện lợi. Martin, một thanh niên da đen, được mô tả là người hiền lành, không có tiền án tiền sự và có ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Vụ việc xảy ra vào đêm 26 tháng 2 năm 2012 khi Trayvon Martin đang đi bộ về nhà. Vào khoảng 7 giờ tối ngày 26 tháng 2, George Zimmerman đã gọi điện cho trung tâm điều hành 911 để báo cáo về một người đáng nghi đang đi bộ trong khu phố của ông. Trong cuộc gọi, Zimmerman đã mô tả Trayvon Martin là một người da đen, mặc áo hoodie và đã thể hiện sự lo ngại về hành vi của Martin. Nhân viên 911 đã khuyên Zimmerman không nên theo dõi Martin, nhưng ông đã quyết định làm ngược lại. Theo các báo cáo, Zimmerman đã theo dõi Martin, dẫn đến cuộc chạm trán giữa hai người. Chi tiết về cuộc chạm trán này vẫn còn gây tranh cãi. Một số nhân chứng đã nghe thấy tiếng la hét và tiếng súng, và đã thấy Zimmerman và Martin vật lộn trên mặt đất. Cuộc chạm trán kết thúc với việc Zimmerman rút súng và bắn Martin, khiến Martin gục ngã trên đường. Sau khi bắn Martin, Zimmerman đã gọi 911 lần nữa để báo cáo sự việc. Ông tuyên bố rằng ông đã bắn Martin trong lúc tự vệ. Tuy nhiên, không có ai ở hiện trường chứng kiến cảnh bắn, chỉ có một số nhân chứng nghe thấy tiếng la hét. Các bằng chứng ban đầu và phản ứng của cảnh sát đã tạo ra những nghi ngờ về tính xác thực trong lời khai của Zimmerman. Luật Stand Your Ground của Florida cho phép một cá nhân sử dụng vũ lực chết người nếu họ cảm thấy bị đe dọa. Luật này đã được tranh luận sôi nổi sau vụ bắn Martin, với nhiều người cho rằng luật này đã tạo ra một môi trường cho các hành vi bạo lực, đặc biệt là đối với người da đen. Vụ bắn Martin đã làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận về phân biệt chủng tộc và bạo lực. Nhiều người cho rằng Trayvon Martin đã bị nhắm đến chỉ vì màu da của mình, và rằng Zimmerman đã hành động dựa trên những định kiến và sự sợ hãi đối với người da đen. Cuộc tranh luận này không chỉ ảnh hưởng đến vụ án mà còn lan rộng ra khắp nước Mỹ. Vụ bắn Trayvon Martin đã gây ra một làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng và các tổ chức dân quyền. Các cuộc biểu tình đã diễn ra khắp nơi, với hàng ngàn người tham gia để kêu gọi công lý cho Trayvon Martin. Slogan "I am Trayvon Martin" trở thành biểu tượng cho phong trào đấu tranh chống phân biệt chủng tộc. Vụ án George Zimmerman và cái chết của Trayvon Martin đã mở ra một chương mới trong cuộc đấu tranh cho quyền lợi của người da đen ở Mỹ. Nó không chỉ là một vụ án hình sự, mà còn là một biểu tượng cho sự phân biệt chủng tộc và bạo lực vẫn còn tồn tại trong xã hội. Phần sau của vụ án sẽ đi sâu vào quá trình điều tra, phiên tòa và các phản ứng pháp lý liên quan đến vụ việc này. Ngay sau vụ bắn Trayvon Martin, cảnh sát Sanford đã bắt đầu điều tra vụ việc. Tuy nhiên, phản ứng ban đầu của họ gây nhiều tranh cãi. Zimmerman đã không bị bắt ngay lập tức, và nhiều người cho rằng cảnh sát đã không thực hiện đúng vai trò của mình trong việc điều tra vụ án này. Họ đã không thu thập đầy đủ chứng cứ tại hiện trường
và đã chấp nhận lời khai của Zimmerman mà không xem xét kỹ lưỡng. Các nhà điều tra đã thu thập một số bằng chứng từ hiện trường, bao gồm bức ảnh về nơi xảy ra vụ bắn, các vết máu của Trayvon Martin và một số bằng chứng từ các nhân chứng. Tuy nhiên, nhiều người trong cộng đồng cho rằng việc thu thập bằng chứng không đủ mạnh mẽ để xác định rõ ràng tính xác thực trong lời khai của Zimmerman. Các cuộc gọi 911 đã được công bố và trở thành một phần quan trọng trong điều tra. Nội dung của các cuộc gọi này cho thấy sự lo lắng của Zimmerman về Trayvon Martin và ý định của ông trong việc theo dõi thanh niên này. Các nhà phân tích cũng đã chỉ ra rằng lời nói của Zimmerman trong cuộc gọi không thể hiện sự sợ hãi mà ông tuyên bố đã cảm nhận trong lời khai của mình. Sau một tháng điều tra và áp lực từ cộng đồng, công tố viên Angela Corey đã quyết định buộc tội George Zimmerman về tội ngộ sát cấp 2 vào ngày 11 tháng 4 năm 2012. Bản cáo trạng này đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong vụ án khi mà công chúng đã có được sự công bằng trong mắt luật pháp. Phiên tòa diễn ra vào tháng 6 năm 2013, thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng. Trong suốt quá trình xét xử, các nhân chứng đã được triệu tập để cung cấp lời khai và các bằng chứng đã được đưa ra xem xét. Phiên tòa không chỉ là một cuộc tranh luận pháp lý, mà còn là một cuộc thảo luận sâu sắc về các vấn đề xã hội như phân biệt chủng tộc, quyền tự vệ và công lý. Luật sư biện hộ cho Zimmerman, Mark O'Mara, đã lập luận rằng Zimmerman đã hành động trong trạng thái tự vệ và rằng ông không có ý định gây hại cho Trayvon Martin. Trong khi đó, công tố viên đã cố gắng chứng minh rằng Zimmerman đã có ý định theo dõi và tấn công Martin, dẫn đến cái chết của anh. Vào ngày 13 tháng 7 năm 2013, bồi thẩm đoàn đã tuyên bố George Zimmerman không có tội đối với các cáo buộc ngộ sát. Quyết định này đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng, với nhiều cuộc biểu tình và biểu tình diễn ra khắp cả nước. Nhiều người cảm thấy rằng phán quyết này thể hiện sự bất công và sự thiếu sót trong hệ thống pháp luật. Phán quyết của bồi thẩm đoàn đã dấy lên một làn sóng phản ứng trong cộng đồng, với hàng ngàn người tham gia các cuộc biểu tình mang thông điệp Justice for Trayvon. Nhiều tổ chức dân quyền đã chỉ trích hệ thống pháp luật, cho rằng nó đã thất bại trong việc bảo vệ quyền lợi của người da đen và không mang lại công lý cho Trayvon Martin. Vụ án Trayvon Martin đã góp phần vào sự phát triển của phong trào Black Lives Matter, một phong trào xã hội tập trung vào việc chống lại bạo lực và phân biệt chủng tộc đối với người da đen. Phong trào này đã thu hút sự chú ý của công chúng đối với các vấn đề bạo lực và phân biệt chủng tộc trong xã hội Mỹ, trở thành một trong những phong trào mạnh mẽ nhất trong lịch sử gần đây. Vụ án cũng đã dẫn đến việc xem xét lại các luật tự vệ và chính sách liên quan đến quyền sở hữu vũ khí. Một số tiểu bang đã xem xét việc điều chỉnh các luật tương tự nhằm đảm bảo rằng các vụ bạo lực không được hợp pháp hóa dưới danh nghĩa tự vệ. Vụ án Trayvon Martin không chỉ là một sự kiện pháp lý mà còn đã trở thành một phần của văn hóa Mỹ, nhắc nhở mọi người về các vấn đề phân biệt chủng tộc và bạo lực. Nhiều tác phẩm nghệ thuật, sách và phim đã được tạo ra để tưởng nhớ Trayvon Martin và nêu bật những vấn đề mà vụ án này đã đặt ra. Vụ án George Zimmerman và cái chết của Trayvon Martin đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong tâm trí của nhiều người và trong nền văn hóa xã hội của nước Mỹ. Vụ án đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về công lý, phân biệt chủng tộc và quyền tự vệ, đồng thời mở ra nhiều cuộc tranh luận về cách mà xã hội Mỹ có thể đối phó với những vấn đề này trong tương lai. Cuối cùng, vụ án này đã trở thành một phần quan trọng trong lịch sử, nhắc nhở mọi người về sự cần thiết phải đấu tranh cho công lý và sự bình đẳng.